Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tìm Được Không. Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi, quý vị và các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chim chuông bên cạnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những thông tin thú vị và bổ ích từ kênh của chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay nhé. Vì sao Meghan Markle bị ghét bỏ? Cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey của nhà Sussex chỉ đẩy Meghan Markle vốn không được lòng truyền thông vào con đường bị ghét nhất nước Anh. Từ ngày rời Hoàng gia Anh, Meghan Markle gặp nhiều điều tiếng, mọi lời nói hành động của cô đều bị cho là có tính toán gây hại cho Hoàng gia. Trên thực tế, đã lâu rồi mới có thành viên Hoàng gia chịu nhiều tiêu cực chỉ trích như vậy từ công chúng. Meghan Markle được cho là người phụ nữ bị ghét nhất Hoàng gia. Song, cuộc sống của nữ công tước cũng rất đáng thương, cô dường như không thể làm bất cứ điều gì, thậm chí bị cho là chi phối Hoàng tử Harry trong bê bối, tuyên bố từ bỏ tước vị Hoàng gia ồn ào nhiều tháng qua. Vốn xuất thân là diễn viên Mỹ, con đường trở thành nàng dâu hoàng gia của Meghan Markle gặp không ít khó khăn. Cô phải đối mặt với công chúng nước Anh, sự can thiệp của hoàng thân và những lời đàm tiếu về nghề nghiệp, vì thế không tương xứng với hoàng tử. Dẫu vậy, Meghan vẫn đường đường chính chính bước vào cung điện Buckingham và trở thành nữ công tước Sussex. Từ ngày về làm dâu hảo môn, Meghan liên tục bị so sánh với người chị dâu Kate Middleton, những thứ như chuyển danh vị, học thức, cách tiêu tiền. Đây là nguyên nhân lớn thúc đẩy Meghan ra quyết định gây chấn động cả nước Anh và truyền thông thế giới, yêu cầu chồng rời hoàng gia và sang Mỹ sinh sống. Thuật ngữ Brexit là từ ghép giữa Meghan Exit với ý nghĩa mỉa mai những gì bà xã Harry đã làm. Nhiều lần các phóng viên hoàng gia cho rằng vụ việc hoàn toàn do sự điều khiển của nữ diễn viên người Mỹ, công tước Sussex không có nhiều quyền lợi. Công tước Sussex không có nhiều quyền lực trong chuyện này. Trước đó, Harry từng nói đây là quyết định của chính tôi, song nhiều người tin tưởng rằng đây là quyết định nhằm thực hiện giấc mơ Mỹ của Meghan. Vào ngày 7 tháng 3, cuộc phỏng vấn độc quyền mang tên Oprah with Meghan and Harry sẽ phát sóng trên CBS. Theo Variety, 15 quốc gia trên thế giới đã mua bản quyền phát sóng. Dự đoán có thể nhiều hơn. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên Meghan hứa nói hết sự thật, những gì truyền thông thều dệt họ suốt thời gian qua. Oprah Winfrey lại khẳng định cuộc phỏng vấn trên CBS sẽ không đi quá giới hạn và chỉ có một số điều gây sốc chưa được kể. Trong tiết mới nhất, Meghan tuyên chiến hoàng gia, cô khẳng định sẽ không nương tay sau ngần ấy năm im lặng. Khi được Winfrey hỏi liệu hoàng gia Anh sẽ nghĩ gì khi vợ chồng cô nói ra sự thật chưa được tiết lộ, Markle đáp: "Tôi không hiểu tại sao họ cho rằng chúng tôi sẽ mãi giữ im lặng sau ngần ấy năm họ duy trì những lời nói dối về chúng tôi. Vợ chồng tôi đã mất quá nhiều thứ. Liệu Meghan sẽ đi xa đến đâu? Sự thật mà cô muốn nói là gì vẫn còn là một điều bí ẩn. Mọi chuyện sẽ được tiết lộ vào ngày 7 tháng 3. Tuy nhiên, điều đẩy Meghan Markle vào con đường người phụ nữ bị ghét nhất nước Anh là thời điểm vợ chồng cô nhận trả lời phỏng vấn của CBS. Vương tế Philip, công tước xứ Edinburgh năm nay đã 100 tuổi. Ông vừa chuyển từ viện King Edward VII đến bệnh viện St. Bartholomew để điều trị chứng nhiễm trùng, theo dõi tình trạng tim. Đáng nói, chồng của nữ hoàng Elizabeth chuyển viện chỉ vài giờ sau khi đài CBS tung tia về cuộc phỏng vấn độc quyền này. Điều này tiếp tục khiến nhà Sussex bị chỉ trích bất hiếu. Công chúng đã khẩn khoản yêu cầu nhà Sussex hoãn phát sóng buổi phỏng vấn. Song, theo Basic, không nhà sản xuất nào chịu trì hoãn cuộc trò chuyện hái ra tiền, mọi chuyện vẫn đi theo lộ trình sẵn có. Penny Turner, tác giả của cuốn Prince Harry, Brother, Soldier, Son, nói rằng mọi thứ thật quá sai lầm. Giữa lúc cuộc phỏng vấn giữa nhà Sussex và Oprah Winfrey cùng điện tung ra những cáo buộc mới, các phụ tá hoàng gia tiết lộ với The Times rằng một trong những nhân viên cũ của Markle đã gửi đơn kiện bị cô bắt nạt. Cung điện Buckingham thông báo sẽ điều tra các cáo buộc trên. Chúng tôi rất lo ngại về những cáo buộc trên The Times. Cung điện sẽ xem xét điều này. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Meghan thường xuyên bị cáo buộc đối xử tệ với nhân viên. Những tin nhắn đòi hỏi lúc 5 giờ sáng, lời xì xào bàn tán về nhân viên liên tục làm vị thế của hoàng gia của Markle suy giảm. Cáo buộc trên The Times cho biết khiếu nại được gửi từ tháng 10 năm 2018. Jason Knopf, thư ký truyền thông nhà Sussex cho biết Meghan khiến hai trợ lý cá nhân phải nghỉ việc. Ông cũng từ chức một tháng sau đó. Hiện tại Knopf chuyển sang làm giám đốc điều hành của quỹ hoàng gia Cambridge cho hoàng tử William và Kate, châm ngòi cho cuộc cung đấu vốn đang căng như dây đàn.
Sau khi cung điện Buckingham ra tuyên bố chính thức về cáo buộc trên The Times, phát ngôn viên của Harry và Meghan nhanh chóng đáp trả. Đây là thông tin sai lệch và gây hiểu lầm. Chúng tôi rất thất vọng khi hình ảnh của họ tiếp tục bị phỉ báng, cáo buộc làm suy yếu địa vị của Meghan được tung ra giữa lúc cô chuẩn bị có cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực, không phải là điều ngẫu nhiên, đại diện nhà Sussex nói. Theo SCMB, Giáng sinh năm 2021 ở cung điện Buckingham sẽ không còn thoải mái. Ở một diễn biến khác, Meghan từng gây tranh cãi khi mang đôi hoa tai kim cương đến bữa tối ở Cộng hòa Fiji. Đây là món quà cưới từ Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út, nhân vật gây tranh cãi trong bê bối sát hại một nhà báo. Đáng nói, nữ công tước nhà Sussex từng hai lần mang trang sức này, thậm chí đến mừng sinh nhật lần thứ 70 của Thái tử Charles tại cung điện Buckingham. Năm 2018, cung điện Kensington cho rằng đây là đồ mượn, tuy nhiên trên thực tế nó là món quà có giá đến 695.000 đô la. Meghan sau đó đã không diện lại trang sức gây tranh cãi này nữa.